cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích 50 mét vuông. Mặt tiền 3.6 mét. Hướng Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông, bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100 mét có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia. Hồ điều hòa, gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904, 959, 168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100 mét có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904, 959, 168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100 mét có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904, 959, 168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100 mét có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904, 959, 168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100 mét có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4,
phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bán gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê nút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tầng nở. Một vê nút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bán gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê nút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tầng nở. Một vê nút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bán gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê nút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tầng nở. Một vê nút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bán gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê nút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tầng nở. Một vê nút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính hai lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bán gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có,
Trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn như chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168. Cần bàn gấp nhà văn quán Hà Đông. Diện tích, 50m2. Mặt tiền, 3.6m. Hướng, Tây Nam, ngoài ra còn căn hướng Tây tương tự. Vị trí đắc địa trung tâm quận Hà Đông. Bãi gửi xe ô tô gần nhà bán kính 100m có, trường điểm Trần Phú, tổ hợp trung tâm thương mại Hồ Gươm ở La Gia, Hồ Điều Hòa. Gần nhiều trường đại học lớn bưu chính, kiến trúc, an ninh. Thuận tiện đi lại các trục đường chính, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú. Thiết kế, nhà xây mới 4 tầng. Tầng 1, chỗ để xe, bếp, phòng ăn, vê đút cửa. Tầng 2 và 3, mỗi tầng 2 tờ nở. Một vê đút cửa. Tầng 4, phòng thờ, sân phơi. Nội thất, cửa chính 2 lớp, bên ngoài cửa xếp, bên trong cửa gỗ lim, cầu thang gỗ. Sàn gạch vừa lấy ấy là, tủ bếp, trần thạch cao, đường chờ nóng lạnh, điều hòa, truyền hình các pháp lý, sổ đỏ chính chủ và giấy phép xây dựng. Giá, 3 tỷ, có thương lượng và bao sang tên sổ đỏ. Cần tư vấn gọi, 0904-959-168.